Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2006. Như thường lệ, sáng 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Và trước khi học tiếp kinh thì tôi cũng xin báo cáo với đại chúng là cái tuần rồi đó chúng ta giúp ủng hộ Bảo Lục miền Trung đó được là 3.055.000, là các Phật tử ở đây. Còn như trường của Trung cấp Phật học, thầy trò của chúng ta đây cùng gom lại hết thảy là được 28.000.000, đã gửi đi ủng hộ Bảo Lục miền Trung rồi. Xin thông báo với toàn thể đại chúng để mà có cái tấm lòng quan hỷ của ít lòng nhiều của các vị. Xin cho các vị biết như thế. Trong khi mà nói cái chuyện đó để mà mình mừng rằng mình là có đóng góp dầu là của ít lòng nhiều, nhưng mà cũng nên nói một cái điều là tôi nghe như là quận Phú Nhuận phường 13 ha, có những anh chị em ở trong cái quỹ ban trong cái phường đó đi, cũng đi cứu trợ đó, cũng tấm lòng tốt đó, bị một cái tai nạn coi như là trong cái xe đó chỉ còn có một người sống, còn 12 người là không sống, 12 người chết trong cái tai nạn đó. Thì mình khi mình nghe cái đó thì mình nên biết rằng là mình làm mà còn cái vấn đề vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ triêu tồn tịch dông sát na dị thế là cái việc khác, chứ không phải là mình làm lành mình làm phước, còn trong ý niệm làm lành làm phước vậy rồi có thể là vượt qua những cái tai nạn. Cho nên là khi tai nạn là vẫn tai nạn, chết chóc là vẫn chết chóc, mà cái công đức mà làm lành làm phải của mình đó thì nó vẫn còn tích lũy ở trong cái không gian, trong cái vũ trụ này. Rồi sau đó là đồng chủng nó tương tầm, dị chủng nó tương xích, thì đồng khí nó tương hiệp ha, nó sinh ra một cái nhân quả khác tốt lành hơn, chứ không phải là thể mình làm lành là được cái lành liền, mình làm phước thì trừ tòa cái tai họa liền, không phải vậy. Cho nên là khi mình nghe cái đó thì mình để ý cái việc đó. Có khi mình làm phước bây giờ mà thời gian sau mình mới thọ lấy cái quả phước đó. Rồi có khi thì mình hưởng cái an lành bây giờ là do cái phước báo đời trước, chứ không phải là nó vay trả liền. Do vậy cho nên sự việc mà nó diễn biến như thế thì mình hiểu rộng rãi như thế thì mình không có trách móc, không có than phiền, không có trách móc gì ai hết. Còn tôi cũng nói thêm cái bữa quà trung thu vừa rồi đó, thì tôi cũng chưa biết vì một cái lẽ gì mà có thể nói là cái bữa quà trung thu vừa rồi ở trên Tân Nguyên Thao Hội Am thì là nó rất là vui, rất là vui, tất cả mọi người đều vui, thật là vui. Cái việc mà đi phát quà cũng vui, mà về rồi là bỏ bụng rớt lòng cũng tự tại cũng vui, mà nó không có nghi lễ gì khách sáo hết, nhưng mà rất là vui. Thì cái cô Hiếu Ngọc là cổ không phải là nhà nghề gì, nhưng mà cổ đi quay cổ lấy được cái đĩa đó, cô làm cái đĩa, tôi thấy tôi coi cũng là vui nữa. Cho nên các vị mà có cần á thì tìm lấy cái gì đó
chưa bao giờ tôi đi giáp các cái lớp học của các em, mà năm nay mấy chục lớp học tôi tới tôi chào cô giáo, rồi tôi chào các em từng lớp học. Cái đó là cái mà không biết là cái gì, có phải là tôi chào lần cuối cùng, trong tôi cuối cùng hay không, tôi nghĩ vậy. Mà cũng có thể lắm, cũng có thể. Năm nay thì đi phát từng phòng hết, mà Phật tử tất cả mọi người đều vui hết, tôi cũng vui từng phòng, chào từng cô giáo, chúc mừng. Thế là công việc bên ngoài là như thế. Còn như cái câu hỏi này á, nó nhiều cái hỏi lắm, không hỏi hỏi Như Lai nhập định mấy lần hả? 27 lần. Tại sao thế, mà phải lần hồi nào vậy? Chứ theo tôi thấy đó thì Như Lai ôi biết là bao nhiêu người mà nói đâu phải 27. Như Lai là luôn luôn là thường trú ở trong thiền định đó. Cái đó thì từ từ rồi là mình nghiệm nó ra thôi, chứ không phải là 27 lần thôi đâu. Bữa nay mình học cái đoạn rồi Đức Phật dạy là người tu hành tinh tấn thường giữ chánh niệm, niệm 6 cái đối tượng, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Thì cái chỗ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó, cái bữa rồi đó thì tôi triển khai là rõ rồi đó. Niệm Phật là niệm cái Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, lúc nào cũng hiện hữu tồn tại, tồn tại ngay trong trí, trong óc, trong tim của chúng ta. Phật đó là Phật tánh ở khắp mười phương ba đời, không có chỗ nào là không có cái Phật tánh thanh tịnh đó. Mà mình niệm cái tánh thanh tịnh đó là mình niệm Phật đó. Cái tánh của các pháp vẫn là thanh tịnh. Chỉ pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt tuôn, các pháp từ xưa nay nó tự vẫn là tự tịnh diệt. Mình niệm được cái pháp tánh đó đó thì mình không bị cái không bị cái sắc thân hương vị xúc pháp nó làm cho nhiễm ô. Nếu mình bị sắc thân hương vị xúc pháp nó làm cho mình nhiễm ô, cái pháp đó mình là pháp trần. Sắc thân hương trần, nhưng mà thân người mà niệm pháp mà có học có tu Phật dạy đó, ta niệm pháp rồi, người ta không phải là niệm sắc thân hương vị xúc pháp mà không phải là lục trần, mà là đó là 6 cái đối tượng của 6 căn. Mình có thể gọi đó là 6 căn, lục căn và lục cảnh chứ không gọi là căn. Mà khi mà nói tới lục căn và lục cảnh thì lục căn không hề là nguyên nhân tội lỗi cho ai. Lục cảnh là sắc thân đơn vị xuất phát, cũng không hề là nguyên nhân đau khổ tội lỗi cho ai. Đấy, thế thì mình niệm đó là niệm Phật tánh, niệm Pháp tánh là vậy đó. Cái tánh của dạng Pháp vẫn là thanh tịnh đó chứ. Nhận thức được hai tánh nó kỹ càng, nó gọi là niệm tăng. Cái tánh hòa hợp đó, gọi đó là tăng tánh. Thành ra niệm như vậy gọi là niệm nhất thể tam bảo. Niệm nó quý hơn là mình niệm
giờ là mình niệm bài ra tiếng mà niệm lớn. Ra tiếng mà niệm lớn đó. Vì ta gọi là cao thanh niệm Phật, ra tiếng niệm lớn. Cái niệm đó là cái phương tiện sơ, sơ đẳng ở trong các cái phương tiện. Cho nên tôi nói cái này là có khi các Phật tử là chưa có đi sâu vào đạo Phật, chúng ta không hiểu đó. Thì nói rằng là bác bỏ là đánh đổ. Chứ tôi nói ví dụ như là hôm nay tôi giảng Phật thất ở trên cái chùa, ở trên cái chùa Phúc Long đó nè. Các Phật tử đó, người ta cũng tổ chức cái, một cái chi nhánh Phật thất ở đó. Tôi có giảng ở đó. Thì các Phật tử đó niệm, ở trong cái khóa Phật thất đó là niệm Phật lớn tiếng và đồng loạt niệm nhau. Bao nhiêu chục người, bao nhiêu trăm người thì đồng niệm lớn lên giống nhau. Thì cái đó không phải là sai trái gì nhiều, muốn tội lỗi gì nhiều. Nói về sai trái và tội lỗi thì không có. Nhưng mà nói về cái cách tu hành á, tu như vậy đó là cái phương tiện sơ đẳng của các vị thiền sư, các vị pháp sư, người ta mở cái phương tiện vậy. Thế niệm như vậy thì chưa có đi sâu được. Mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó, như, như tôi triển khai đó, gọi là nhất thể tam bảo. Có chỗ tôi gọi là đồng thể tam bảo. Không có niệm lớn. Không cần phải niệm lớn. Mà niệm như vậy rồi niệm tánh thanh tịnh bản nhiên đó là các vị ngồi ăn cơm mà các vị cũng niệm Phật. Cái tâm của các vị mà thường thường tinh tấn đó, thường để cái tâm và tư duy quán chiếu trên trên cái mục tiêu giải thoát giác ngộ đó, thì ăn cơm cũng niệm Phật, nấu cơm cũng niệm Phật, lặt rau cũng niệm Phật, phơi quần phơi áo ủi đồ cũng niệm Phật rồi. Thậm chí là đi vô trong nhà vệ sinh, nhà tắm mà mình làm những cái việc trong cái phạm vi đó mà cái tâm Phật, cái Phật tánh của mình nó vẫn hiển hiện như thường. Cái đó đó, bởi vì cái đó nó đâu có rời mình nữa. Cái đệ nhất nghĩa không của mình nó đâu có rời mình. Mình đi đâu là đệ nhất nghĩa không của mình vốn có mà. Đệ nhất nghĩa không là cái tánh thanh tịnh bản nhiên trong sáng của mình đó. Khi mình bỏ hết cái tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tận sang, mình bỏ hết cái tham tài tâm sắc tâm danh tâm lợi, mình gạt bỏ hết rồi thì mình còn lại cái đệ nhất nghĩa không. Và đệ nhất nghĩa không cũng gọi là Phật tánh nào không ra đó. Cho nên là mình trụ được ở trong cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, bỏ hết cái lục dục, cái thất tình đó, cái ngũ dục, cái thất tình đó, thì mình đi đâu là coi như là mình không rời, không rời Phật. Cái này là hơi khó, hơi khó, nhưng mà mọi người lớn tuổi rồi, môi trường hoàn cảnh là ổn định rồi, kinh tế ổn định rồi, sự nghiệp ổn định rồi, lớn có tuổi rồi, ứng dụng cái niệm Phật nhất thể tam bảo này hữu hiệu vô cùng cho thật. Còn như cái tuổi trẻ thì đương nhiên là áp dụng cái này chưa nổi đâu, có nghe thì cũng học để mà hiểu, hiểu rồi á, khi mà cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái cuộc sống mà tương đối ổn định rồi đó, thì các vị mới thấy rằng là cái nhất thể tam bảo, đồng thể tam bảo này là nó hiển hiện, nó thường xuyên đó, nó ở trong trong đầu, trong tâm, trong trí của mình. Rồi các vị có một sự an lành kỳ quặc mà người thường biết được, khác lạ hơn người thường không biết được. Bởi vì các vị buông bỏ. Nó xong xuôi hết rồi. Trong kinh phải có cái bữa cơm mà các vị tăng đi ăn ăn cơm rồi tụng kinh này. Có câu kêu bằng sở tác gia viện cụ chư Phật pháp. Sở tác gia viện nghĩa là coi như mọi việc đã xong hết. Về tài sắc là dân là thực là thùy, ta đã dành trong thời gian bao nhiêu năm, bây giờ đến tới cái giai đoạn tuần
buông bỏ cái tài sắc danh thực thủy. Thì kinh tế gia đình là hoặc là do bản thân mình tích lũy, hoặc là do con cháu nó ủng hộ, thì mình cũng không lo làm kinh tế nữa. Từ đó mình cái chuyện mà là tiếp nhân xử sự giảng lai thù thạc đó, mình thấy rằng là cả mấy mươi năm trời chỉ là tiếp nối sự đau khổ, sự phiền muộn dài dẳng mà thôi. Cho nên bây giờ cũng không cần giảng lai thù thạc. Cái nào cần làm cho lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh thì có thể làm. Còn bạn không lấy cái mục tiêu đó, không làm nữa, không cần nhắn lại thuộc đạt nữa, không sợ tiếng khen gì phải quý tầm thường nữa, thế là mình có sự an lành, khinh an giải thoát của đạo Phật rất là sung sướng. Ta gọi đó là niết bàn, trong kinh gọi đó là niết bàn, là vậy đó. Thế thì cái ba cái gì ngọc quý ấy. Ba viên ngọc quý là Phật Pháp Tăng. Thì cái này là của thiền sư Nhất Hạnh đề xuất ra cái ý đó. Phật Pháp Tăng gọi là ba viên ngọc quý. Chứ mình dịch từ lâu rồi gọi là ba ngôi báo đó. Nào có chính xác. Pháp Tịnh, Pháp Tú thì đó gọi là ngôi. Thành ra thiền sư Nhất Hạnh thì nói rằng là Phật là người đưa đường chỉ lối cho chúng con. Pháp là cái pháp mà là con đường xây dựng cái hiểu biết và cái tình thương. Tức là mình học pháp thì mình có tăng trưởng cái từ bi và trí tuệ. Mà nói cái nghĩa bóng ra thì pháp là những cái lời dạy của Phật ghi thành trong ba tạng kinh điển để hướng dẫn cho ta cái hiểu biết, mở mang cái trí tuệ và phát khởi cái lòng thương. Thành ra đó là viên ngọc quý thứ hai. Còn Tăng là cái người mà đi trên con đường hiểu biết và tình thương đó. Thế nên Tăng là cũng rồi từ cái đó mà truyền đạt lại cho mọi người cũng đi trên con đường hiểu biết, con đường giác ngộ giải thoát, đi trên con đường rồi là hiểu biết và tình thương. Các vị đó người ta hướng dẫn mình. Do vậy cho nên là đối với Tăng cũng là một viên ngọc quý. Nhà ai mà có ngọc quý là nhà đó không nghèo nàn, đau khổ, ưu tư sầu muộn về vấn đề ăn mặc ở, sống. Còn ai không có thì gọi đó là nhà nghèo, cực khổ. Vì vậy cho nên là người có ngọc quý là người đó được sung sướng. Người nào có qua về tương tự với Phật Pháp Tăng ba viên ngọc quý thì người đó có được an lành, có được hạnh phúc, có được sung sướng. Cho nên là cái từ mà ta bảo là nói ba viên ngọc quý thì tôi đồng ý với cái từ đó. Mình diễn đạt theo một ý tưởng là mới mà nó có tính cách rất là cụ thể. Thay vì mấy lúc nay mình rồi gọi là ta bảo là ba ngôi báo. Ba ngôi báo đó có thể biết đâu là mình ăn cắp của Thiên Chúa Giáo, Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cái nhân danh như thế rồi ta gọi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, gọi là ba ngôi báo. Ba ngôi là gì? Đức Chúa Cha là một vị thượng đế thiêng liêng tột đỉnh, Đức Chúa Con là cũng là một vị Chúa, một con người, và Đức Chúa Thánh Thần cũng là con người. Thành ra ta dùng ba ngôi báo là đúng. Một bên đó mà mình nói ba ngôi báo Phật Pháp Tăng là xét lại thì nó không đúng, không đúng nghĩa. Cho nên nó ba viên ngọc quý thì tôi cho rằng là cái đó nó thích đáng hơn. Vậy chỉ ngôi bên kia nó có nghĩa là giống như là địa vị, ngôi vua, ngôi quan, ngôi cao, ngôi thấp. Đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bây giờ tới niệm giới. Niệm giới là niệm thế nào? Phật tử tại gia thì có 5 giới. Phật tử xuất gia thì có 10 giới.
như tỳ kheo ni thì là nó mấy trăm giới, mà nếu như mình niệm cái giới đó đó thì theo tôi biết là hiện giờ là chỉ có một tháng tụng hai lần tụng giới. Do vậy cho nên là không có ai thuộc hết, chỉ có thí dụ như năm giới với mười giới, mà mười giới là đời nay cũng không có thuộc, đời các thầy sa di đi ngày nay cũng không có thuộc lòng đâu. Cỡ như thời kỳ của tôi học đó thì hồi đó là phải thuộc lòng, cho nên là cỡ như bây giờ là sa di mười giới sa di là tôi có thể đọc thuộc lòng như tụng kinh Di Đà thuộc lòng vậy. Nhưng mà bây giờ thì đời nay ít, không ai bắt học thuộc lòng, và những người học họ cũng không muốn học thuộc lòng. Thế thì là niệm giới đây á, mình không cần phải nhớ mấy giới rõ rệt, mà mình nhớ đại khái thôi. Phật tử tại gia thì năm giới nhớ đại khái, lộn tới lộn lui cái nào cũng được, không sao hết, nói trước nói sau không sao hết. Giới, nhưng mà nếu cái người nào mà thuộc kỹ thì là đương nhiên là quý hơn rồi. Thứ lớp mà mình nói thứ lớp đúng, tức là mình thuộc kỹ là mình nhớ kỹ quý hơn rồi. Còn như giới tỳ kheo thì không ai thuộc lòng hết. Mấy trăm giới thì sao thuộc nổi, Bồ Tát giới cũng vậy, cũng nhiều quá không có thuộc lòng. Vậy thì niệm giới là niệm cái gì? Đây tôi đề xuất ra để các vị ý mà học mà tu. Chứ mình câu nệ thì câu nệ chỉ là làm việc phiền toái thôi. Cũng như cái câu hỏi nãy Phật nhập định xuất định mấy lần đã đếm đi, tôi không bao giờ tôi đếm cái đó. Mà Phật là nhập định xuất định đều đều, cỡ cho tôi về tôi còn nhập định đều đều mà. Tôi nhìn thì tôi đi đường như là cả bao nhiêu chục cái thức định tôi nhập định, cả bao nhiêu chục cái xuất định, phải có lần nhập định là có lần xuất định ra rồi mới vô cái định khác chứ. Tôi nói ví dụ như giờ tôi nghe nói là các vị đi cứu trợ mà tai nạn vậy là tôi nhập một cái định rồi. Nhập cái định là không phải là mình gọi là đi làm phước rồi mình phải đòi cái phước liền đâu nhé. Do vậy cho nên vấn đề là vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ triêu tùng tình trong sách ra như thế là một chân lý khác, mà còn làm phước là một cái chân lý khác. Đã thế là một lần nhập định rồi mình tư duy như vậy xong rồi á, thì bây giờ thì vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ giúp cứ dường lên dường dụng việc sống ngày nay không biết được ngày mai là một chân lý khác. Thế thì là mình suy tư xong rồi là xuất định, nghĩa là vấn đề đó cái đối tượng thiền định tư duy đó đã qua, bây giờ gặp cái đám cưới khác. Vậy đi ngang là gặp đám cưới, tôi đi về có bữa 50 cái đám cưới một lần trên cái đường tôi đi, bởi vì đường của tôi đi là cái đường mà công nhân hạng xuống, thành ra họ làm đám cưới thì là cả 50 cái đám cưới lần. Tôi nói là đám cưới một lần 50 đám cưới là vui đấy, nhưng mà cuộc vui những ước vô ngần, thế nào hay vui giận là nhân chắc sầu này. Vậy đó, vui là vui vậy đó, nhưng mà không bao lâu rồi là đau khổ tràn ngập. Tìm mà hỏi coi được bao nhiêu người từ trắng răng tới thỏ bạc đầu mà vẫn vui vẻ bình yên, rất hiếm có. Mà có thì nữa là cũng là kéo lê cái sự đau khổ, rồi phải nhẫn nhục, rồi phải tha thứ, rồi không hàn gắn được ở bên trong, nhưng mà chỉ hàn gắn được bên ngoài vì con vì cháu vì dư luận của xã hội, chứ còn cái an lạc thật sự là không có. Thế thì là nhìn cái đám cưới cũng nhập một cái định, rồi qua cái giai đoạn đó là xuất định. Đại để là định là thiền định là vậy, là tư duy, là quán chiếu. Cho nên Đức Phật là nhập định dài dài, cho xuất định dài dài, chứ đâu phải 27 lần, không cần phải nói 27 lần. Cho nên là vấn đề niệm giới nè, nó
con là phải phải cái tâm của con người mà tu hành đó là luôn luôn là phải lấy cái Bồ Đề tâm làm cái trọng tâm, làm cái mục đích đến. Thường thường là phải lấy cái tâm Bồ Đề làm cái điểm đến, cái đích đến. Phát cái tâm Bồ Đề gọi là phát Bồ Đề tâm. Mà chữ Bồ Đề tâm là tôi xin nhắc lại là phát cái tâm hướng về giác ngộ và giải thoát. Cái người nào mà thường xuyên để cái tâm mình hướng về giác ngộ và giải thoát và giữ được cái tâm đó luôn luôn, ta gọi đó là Bồ Đề tâm kiên cố. Cho nên là trong cái hàng tu hành của người đạo á, người ta viết cái lá thơ xong rồi cứ câu cuối cùng chúc Phật tử là chúc thầy, chúc đi trưởng đi cô là Bồ Đề kiên cố. Câu đó coi vậy chứ quan trọng lắm, phải Bồ Đề tâm kiên cố thì cái người đó tu hành nó mới có mỗi ngày nó có triển vọng đi lên. Còn Bồ Đề tâm mà không kiên cố hả thì giống như là mưa rồi nắng hạn năm sáu tháng rồi lại mưa rồi nó mưa cả tháng rồi nắng cả tháng rồi mưa nắng, thì cây cối cỏ qua làm sao mà tốt được. Phải nắng như ba ngày mới lần mưa, ba ngày mới lần mưa đều vậy thì cây cối nó mới tốt. Còn ngày nào nắng gắt không mưa thì là bốn ngày năm ngày mưa, nhưng mà còn có những ngày giữa đó thì nắng không gắt mà vẫn có cái độ ướt của xương thì cỏ cây nó mới sinh trưởng được. Chứ nắng 10 ngày mưa đáp rồi nắng 3 tháng mưa đáp thì ăn thua gì cỏ cây qua lá không tốt được chết. Cho nên cái từ Bồ Đề tâm phải chúc nhau là kiên cố, nghĩa là phải lấy cái giải thoát và giác ngộ làm cái đích hướng vào đó. Ấy, cái đó cái khó đó là nó chưa quên mất cái tâm Bồ Đề thì nó sẽ đi lấn vào con đường của ma. Kinh Hoa Nghiêm đã nói như thế, Kinh Hoa Nghiêm nó quên mất cái tâm Bồ Đề là mình sẽ đi lấn vào con đường của ma. Thật ra là phải phát Bồ Đề tâm thì cái tâm đó tức là cái tâm và hướng về giác ngộ thì giải thoát, mà tôi nhắc là giác ngộ rồi mới có giải thoát. Mà giác ngộ là hướng về Bồ Đề tâm để mà hướng, tức là hướng về giác ngộ, mà hướng về giác ngộ là mình phải có tính tinh tấn, có tính tinh tấn mình phải có tính niệm, mình có tính tư duy, tinh tấn hướng về Bồ Đề tâm, hướng về giác ngộ vậy đó. Rồi phải giữ chánh niệm, rồi phải có chánh tư duy. Mà chánh niệm và chánh tư duy tức là mình tu thiền đó. Mà chánh tư duy là mình có đối tượng để mà tu tập thiền. Cho nên là học đạo cho kỹ rồi, tôi xin nhắc các Phật tử để ý phát tâm đi trên con đường đạo, phải có cái mục tiêu của mình hướng về cái giác ngộ và giải thoát, gọi là Bồ Đề. Mà giác ngộ tức là quả vị Phật đấy. Giác ngộ là phải nhận thức chân lý, hướng về giác ngộ là mình phải hướng về cái điểm mà mình phải đặt cái trọng tâm mình luôn luôn là hướng về chân lý để nhận thức chân lý. Mà muốn hướng về chân lý, nhận thức chân lý là mình phải tập tư duy. Mà tư duy tức là tu thiền rồi. Phải có như vậy. Tu đọc hành thiền mà muốn có kết quả là phải học gì. Phải tư duy quán chiếu với nhận thức chân lý. Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Thời gian mà tu tập dài đi học 6 năm. 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm học. Là trong thời gian dài đó, mười mấy năm đó là lớp là thâu thập ý kiến của các sa môn và la môn các đạo khác.
cao nhất của các sa môn và la môn đó là không mua biệt xứ, thất mua biệt xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là cái định cao nhất của trong cái quá trình mà Đức Phật đi học đạo, mà Đức Phật vẫn học được, gọi là tướng không. Đức Phật thiền định thấy rằng là cả pháp giới mười phương không có gì hết, trống rỗng không có gì hết, thấy nó trống rỗng. Nói một cách khác là lúc đó là đạt tới cái chân lý là thấy được các pháp vô ngã rồi đấy, cho nên thấy trống rỗng không có gì hết. Ngộ cái không vô biên xứ định rồi đấy, lại hỏi ông thầy. Thầy ông dạy ông nói, ông tu vậy là tốt, vậy là ông thành tựu nhanh này. Vậy là ông phải tu trong cái định thứ hai là thất vô biên. Bởi vì không vô biên là đó là cái cách thể tự nhiên của vũ trụ. Ông tư duy ông quá kiến, ông thấy được cái không vô biên, tức là ông thấy được cái phần cách thể của vũ trụ vốn vậy, vốn không có gì. Vậy thì bây giờ phải phát huy cái chủ thể năng quán, là ông phải thấy rằng là cái không đó nó có đó, tự nó là không đó. Thì làm sao có nó được? Cho nên là nói cái không vô biên thôi, vũ trụ chưa thành tựu được đâu. Nhưng mà bây giờ ông thấy được cái đó, ông tư duy quá nhiều, thấy được cái tính không của vũ trụ, là ông thấy được một mặt, đó là cách thể. Bây giờ ông phải tu thất vô biên xứ, nghĩa là ông thấy ông tư duy quá nhiều, chừng nào mà ông thấy rằng là cái bầu hư không mênh mông gọi là không vô biên đấy, hãy hư không vô biên tới đâu, thì ông phải biết rằng cái thức của ông nó cũng vô biên tới đó. Ông phải tu cái định đó. Bởi vì nếu hư không mà không có cách thể, mà không có chủ thể, thì là cái cách thể nó có với ai? Gọi là thấy mà không có cái đối tượng thấy, thì thấy cái gì? Vì vậy cho nên là không vô biên là cách thể, mà thức vô biên là chủ thể. Ông phải tư duy quán chiếu rằng là thể hư không trùm khắp pháp giới cỡ nào, thì cái thức của ông nó cũng trùm khắp pháp giới cỡ ấy. Cũng như bây giờ tôi nói ví dụ, giờ tôi cầm đây là cái điện thoại di động, không gian trùm khắp thế nào thì tôi bấm cái nút điện thoại di động này nó cũng đi tới đó. Ví dụ như cái hành tinh địa cầu mình ha, mà nước nào mà có dân binh mà có chế tác được cái đài vô tuyến điện á, thì ở đây mình bấm cái nút gì là bên Anh, bên Úc, bên Mỹ, Phi ra năm châu đều là có cái âm thanh đi tới á. Và sự thật là vậy, hư không trùm khắp cả cái quỹ đạo của địa cầu nó là bao nhiêu, thì cái âm thanh nó cũng đi tới đó. Còn hơn thế nữa, ngày nay là cái ánh sáng, cái tốc độ của ánh sáng người ta soi rọi từ đây qua tới mộng tinh, diêm dương tinh, lân hương lân tinh gì vân vân, thế thì ở chỗ nào có hư không là có vật chất, chỗ nào có hư không là có vật chất, mà có vật chất tới đâu thì có tinh thần tới đó. Bởi vì trong cái luồng điện của nó đi trong ánh sáng là cũng là tinh thần đi theo đó, chứ đâu có tự nhiên mà cái luồng điện nó có. Ánh sáng đi 300.000 một giây, 300.000 cái số một giây, thì ánh sáng nó đi đây qua mộng tinh là bao nhiêu tháng ha, thì cái thức của mình nó cũng có đi theo cái đó. Vì vậy cho nên là ông cũng không vô biên rồi, là cách thể, ông phải biết rằng là cách thể nào cũng có cái chủ thể của nó. Đây, thế thì Đức Phật về tu thời gian mấy ngày nữa Phật lại báo cáo lại, dạ tôi thấy được cái thức vô biên rồi. Thế thì ông thầy nói, ôi cha, ông tu vô
là lão thật sự mau mau lắm, tốt lắm. Nhưng mà bây giờ mới tu một pháp nữa. Chủ thể cái thể có rồi, bây giờ tới một cái bước thứ ba là chủ thể cái thể đều xóa bỏ hết. Đấy. Đó là ông về ông phải tư duy quán chiếu, ông tu cái định cái bằng vô sở hữu. Sở hữu rồi không có gì hết, không vô biên không có gì hết, cộng thêm cái thức vô biên thì nó có chủ thể cách thể rồi. Khi đã có rồi thì bây giờ phải xóa bỏ đi, gọi là vô sở hữu xác định, đừng thấy có, đừng thấy có gì hết, có mà không có, không có mà có. Cũng như bây giờ mình biết được rằng là trong cái không này là hình ảnh vô số nè, hình ảnh trên TV trên thế giới này bây giờ nó phóng ra vô số trên này nè. TV thường của mình bắt được có mấy kênh, mà TV cái cáp rồi gì đó nó bắt được mấy chục kênh trên thế giới, mà còn cái thứ mà diện có trên trên trời thì nó vô số trên thế giới đều nó thông vô đó. Thế thì là trong cái không bao la này là có hàng hà sa số, thứ hình ảnh, thứ âm thanh, thứ ngôn từ, thứ màu sắc, nó vẫn có trong cái không này. Vậy mà bây giờ đó, nếu mà mình nhìn bằng con mắt thường này, mình không hề thấy cái gì hết, không hề nghe cái gì hết, không hề biết cái gì hết. Do vậy cho nên là phải tu cái định gọi là vô sở hữu. Có hết á, có rồi đó, biết nó có rồi đó. Nhưng mà bây giờ mới tu là có gì chứ mà phải có thiệt. Thế thì giờ tôi quyết định kêu một vô sở hữu sức, đừng thấy có. Thức vô biên là có, biết được cái không vô biên. Nhưng bây giờ là phải bỏ biết, bỏ cả cái không vô biên, thức vô biên. Thành ra vô sở hữu sức, định. Tôi quyết định không có gì. Thì tôi quyết định là thấy không có nhớ ra thì cái tâm hoàn toàn nó rỗng rang, nó thanh tịnh. Nhưng mà mình rỗng rang thanh tịnh rồi đó, mà mình chi tiết là mình còn sống, mình còn đề xuất mình là người chủ thể tư duy quán chiếu thì là mình còn. Thế thì là về hỏi ông thầy ông dạy vậy là ông phải tu phi tưởng phi phi tưởng, phi tưởng phi phi tưởng xác định. Tôi định đó là cái tư duy quán tưởng khô không còn, nhưng mà còn cái tư duy quán tưởng vi tế vẫn còn. Bằng cớ là ai tu định nào rồi mình gì vẫn còn kia mà, thì mình vẫn còn, có nghĩa là cái tư duy thô trọng của mình đó, là mình loại bỏ ra hết, nhưng mà nó vẫn còn cái vi tế, thật là vi tế. Cái đó vẫn còn. Thì Đức Phật Thích Ca hỏi cái đó rồi về tu cuối cùng vẫn thành tựu được cái phi tưởng phi phi tưởng xác định. Nhưng tu một thời gian rồi tính tọa tư duy một thời gian rồi thấy ra thì ủa vậy thì mình được cái gì? À, không có biên, khách thể không chịu, cộng vô thức vô biên là chủ thể. Chưa thấy cái thể có rồi thấy là cái có mà không phải có, không phải có mà có, là vô sở hữu xứ. Mình thành tựu cái đó được rồi. Rồi còn cái phi tưởng phi phi tưởng này có nghĩa là mình bỏ hết tưởng, nhưng mà mình vẫn còn là một con người, vẫn còn sống. Mà còn sống như vậy là còn tưởng, chẳng qua là cái tưởng này không phải là tưởng thô. Cái tưởng này là không có vui mừng buồn giận thương ghét hơn thua tốt xấu. Chứ mình vẫn còn đây, còn hiện hữu đây. Thì lúc nào đó, cái tưởng thô đó, cái tưởng quy tế đó, nó bộc phát ra, nó thành ra cái tưởng thô trở lại. Thì mình đâu có được gì. Đó, do vậy cho nên là những người mà tu phi tưởng xác định vẫn còn là những người ở trong tam giới. Bởi vì lúc nào đó, mà mình không ở trong thiền định, tư duy sâu sắc là nó có thể bộc phát trở lại những cái vô minh đó, cái vô minh của thập thiền thập xử nó có thể trở lại.
Đấy, cho nên cái con nói dạ sư, tôi xin cáo, cảm ơn thầy, thầy đã hướng dẫn cho tôi. Nhưng mà tôi xin cáo, để con đi tu riêng, để tìm tới cội bồ đề, để tư duy quán chiếu riêng, thiền định, thì Đức Phật mới thấy cái chân lý của Đức Phật. Cho nên là trên con đường mà học đạo là phải tu tập, phải tập thiền định. Tôi nói ví dụ như tôi nói nãy giờ các vị, tôi nói họ không hết lời được đâu, diễn tả khó, có diễn tả lắm, nhưng mà tôi vẫn phải đi sâu vào các cái thức định đó. Mà có thật sự là đi sâu vào các thức định đó mà tu tập, và thật sự gọi là tam giới vô an, cái tu cả cái định phi tưởng, phi tưởng xíu của tứ không định vẫn còn là luân hồi sinh tử là đúng. Chẳng qua là cái tưởng tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tiền, nghĩa là phần chẳng thân sự yêu ghét muốn cái khô nó hết, nó lấp xuống, mà nó còn cái tưởng tế chưa diệt được, thì ngày nào đó nó nổi lên thôi. Cái nước mà lấp trong cỡ nào là trong, nhưng mà cái ly nước mà không bỏ được hết cái cặn đục, thì dầu lấp trong cỡ nào đi nữa, bao sâu đi nữa, có ngày nào đó nó dao động lên nữa, thì cái cặn ở dưới nó trở lên lại. Chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật bỏ cái đỉnh cao nhất của tứ không, Phật vẫn không chấp nhận. Thế thì Đức Phật cuối cùng rồi Đức Phật chấp nhận cái gì? Cuối cùng rồi là Đức Phật nghĩa là tu tập rồi đó. Đức Phật cái thấy ban đầu là thiên nhãn của chúng. Thiên nhãn của chúng. Thấy tất cả hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này là vô ngã. Cho nên cái ngũ uẩn tôi nói mà các vị em để ý là các vị thua đó nha. Vô vào cái cơ sở ngũ uẩn mà đạt đạo cái đã, đừng có gian sinh cầu nguyện lại lục khất nhái bỏ tiền bỏ bạc gì bao nhiêu đi nữa mà các vị rời bỏ ngũ uẩn là các vị thua. Phải thấy cho được vật chất là vô ngã, tức là sắc uẩn vô ngã. Sắc uẩn vô ngã tức là thấy vật chất, nói chung cái từ vật chất tất cả những cái gì có hình dáng, có sắc đẹp, có chất liệu đều là vô ngã. Vậy mà có gọi là vô ngã mà nó có, thì cái có đây là cái có duyên sinh đây, cái đó là phải nắm thôi. Mà thân mình đây là cái giác nhẽ này, đây là cái sắc thân này, đây là vật chất này, là sắc uẩn này. Phải thích được cái tánh vô ngã của nó. Và khi mà nhận thức được nó là vô ngã, nó không có cái bản chất tự nó, thì nhận thức cái chân lý thứ hai là nó không có ngã, nó không tự nó sinh ra nó. Vậy mà nó có là tại sao nó có? Là do duyên sanh. Do cái này có và cái kia có. Do có gạo có đậu với muối. Do có gạo có muối để cho người ta ăn cái gì? Đậu với rau muống. Do có gạo có muối có rau muống, đậu với tàu hũ. Đậu với tàu hũ, muối, rồi đường, rồi bột ngọt. Rồi còn ví dụ như một người đi ra thì cộng với tép luộc, thịt thai, cộng với gà. Nếu mà gà không có H5N1 thì ăn luôn cả trứng đó, nó cộng vô vậy mà nó sanh ra cái vật chất. Do vậy cho nên là vật chất thì có đó, mà kỳ thật truy nguyên ra không có cái nào là gốc của vật chất. Thế là thấy được cái tất vô ngã của sắc pháp của vật chất. Thấy thiệt cái này.
này hay vô cùng mà các người không chịu, thì đừng có học, học cái gì nữa mà không. Thấy được sắc âm vô ngã rồi, các vị lấy ngay từ thức âm. Thức âm vô ngã có không? À, thế thì thức âm nó gồm có. Nói là thức gì cho nó có cái đâu, không phải một cái đâu. Không phải là có cái cục đó là bao nhiêu gram, bao nhiêu kilo gì đâu. Mà nó cũng chẳng có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng gì. À, thế thì gọi là thức âm. Thì nó lại gồm chia ra nó thành là 8 dạng khác nhau. Cái thì nó tác động vô. Đây, thì nó làm cho người ta nhìn được cái sự vật, ta gọi là nhãn thức. Cái mà nó tác động vào cái chỗ này, cơ quan này, thì làm cho ta nghe được thì gọi là nhĩ thức. Cái mà nó tác động vào cái chỗ này, thì ta gọi là tỷ thức. Cái tác động vào lưỡi để cho ta biết mặn lạc chua cay, ta gọi nó là thiệt thức. Cái mà rờ vô dày, ta biết nặng nhẹ trơn lắm, trơn là láng, là rít, là nhám, là cứng, là mềm, nóng và lạnh, thì ta gọi là thân thức. Cái mà nó tác động vào trong cái bộ phận của cái đầu của ta, cái diễn biến bên trong ta gọi là cái óc đó, thì làm cho ta biết đó, thì cái đó gọi là ý thức. Rồi cái công dụng mà nó làm cho ta nó duy trì cái công dụng chấp ngã, là chấp ngã kia gốc của con người đó. Con người ai cũng chấp ngã gì không? Con chết mà mới bắt đầu mà sinh ra cái lần nào quẹ đó là nó biểu lộ cái chấp ngã đó. Mà ôn như hầu nó là thảo nào khi mới chung nhau đã mang chiếc khóc ban đầu mà ra đó, là cái biểu hiện chấp ngã đó. Bởi vì từ trong cái bụng á, ở trong cái thai gì nó khác, mà nó ra cái không khí của bên ngoài á, nó khác. Cho nên là hãy sinh ra là khóc liền lập tức. Mà đứa nào không khóc là đứa đó coi chừng là khó nuôi đó. Bởi vì nó không còn sức lực để nó khóc được nữa, là nó bệnh hoạn rồi, yếu đuối rồi đó. Còn ở đứa mạnh bình thường hả, sinh ra là phải khóc. Nó mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Đó là biểu lộ cái ngã ái đó. Cái ngã ái chấp khác với cái bức sốc bình thường, sự ổn định của nó bình thường, nó la lên đó, là ngã. Mà ta thích là nó biểu lộ qua đó. Rồi sau đó đó thì đụng nó, hay là không giữ ý gì, nó khóc, nó la, nó nhảy vụa, nó làm mạng na. Rồi còn cái sự sống của nó là thở, ăn uống ngủ nghỉ đều đặn trong cuộc sống đó, thì cái đó là a là nha, luôn luôn là thường xuyên duy trì. Thế thì gọi là thức quẩn, nó làm cho con người sống tồn sinh. Mà thì thành thức quẩn còn có ai biết thức là cái gì? Cho nên thức vẫn là vô ngã. Học cái này mình mới thấy toàn bộ là đều là duyên sanh và rất là quyển, rất là mộng quyển cấu tạo lại như là mộng quyển, giống như hình ảnh của TV đó, nó cấu tạo lại hết sức là quyển ảo. Rồi thì á, thọ khổ, thọ lạc, thọ bất khổ bất lạc, tức là thọ vui, thọ buồn, và không vui không buồn, gọi là ba thứ thọ. Thọ nào có bản chất của cái thọ đâu, mà đội đây có ai không có thọ đâu, đội đây có ai là người không có cảm giác đâu. Thọ tức là cảm giác đấy, người nào cũng biết cảm giác. Vậy mà tìm ra con người từ khi còn nhỏ cho tới khi lớn, cho tới khi già, khi chết, tìm ra cái cảm giác của con người nó trú ngụ ở chỗ nào, nó là ở chỗ nào và nó là màu gì, sắc gì, không bao giờ ai tìm có. Thế là thọ quẩn vô ngã. Tưởng quẩn là tri giác, nhận thức sâu hơn, kỹ càng hơn, hiểu biết rõ hơn, thì cũng đâu ai tìm tưởng. Cái tưởng tượng đó nó chứa ở trong cái gì nữa đó. Hành quẩn là sự tạo tác. Sự tạo tác kêu bằng là tập khí như một lưu. Cũng đâu ai tìm cái tập khí đó, nó tồn lưu ở đâu, nó tích lũy ở đâu, còn thế thì ngũ quẩn vô ngã, từ ngũ quẩn vô ngã mà ta thấy lục căn vô
kỳ vậy đó. Dựa trên cơ sở ngôn ngữ mà ta thấy vậy. Mà cái vũ trụ này nó tồn sinh, nó hiện hữu là do lục căn, lục trần và lục thức. Nếu mà xé lẻ ba cái đó ra thì không có cái cõi đời này. Thấy trên cái cơ sở ngôn ngữ là vậy đó. Phải tư duy, phải quán chiếu. Chưa, đó là nói về pháp hữu vi đó. Còn nói về pháp vô vi, pháp xuất thế gian á, thì thập nhị nhân duyên vô ngã, tứ thế vô ngã, bồ đề vô thượng cũng vô ngã. Thế nên mình phải tư duy quán chiếu. Để chi? Để thấy được là nhất thiết pháp vô ngã. Vì vậy cho nên là cái chủ yếu là nhận thức chân lý vô ngã. Từ đó mà phải tu tập. Mà cái bắt đầu tu tập là phải tu tập cái sự thiện. Phải tập ly thôi. Chúng ta đau khổ vô cùng vô số kể là tại vì chúng ta chưa có một niệm ly. À, cho nên là tôi nói bây giờ là tôi đúc kết lại, bởi vì các vị nghe mấy mươi năm rồi, bây giờ tôi phải đúc kết cái phương pháp ứng dụng. Chứ gì phải thấy được cái chân lý vô ngã rồi, từ vô ngã mà thấy lục căn vô ngã, lục cảnh vô ngã, lục trần vô ngã, rồi thấy được lục thức vô ngã, bát thức cũng vô ngã. Lục thức thì làm sao có ngã được, bát thức tập quân cái vô ngã kia mà. Rồi là căn trần thức vô ngã, rồi là những cái tâm sở hữu pháp, tức là cũng nằm trong ngũ uẩn. Tâm và tâm sở hữu pháp đều vô ngã. Thế thì là tất cả những cái có, đây là cái có. Từ chỗ đó mà nó thành ra là nó kết thúc của nó là nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như nguyện, như bào, như ánh, như lộ, như bao tiêu, như càn thắt bào thành, như chương diện, như thủy trung nguyện, như cảnh trung, trung tượng, dạ pháp giai, giai không. Chỉ vì duyên sanh như từ đó mà mình khởi ra ý niệm ly. Mà nếu mình không khởi ý niệm ly thì coi như mình học đạo Phật không hợp rồi đó. Coi như là mình bệnh mà mình không chịu uống cái thuốc của Phật, không hợp. Đấy. Còn mình nghe cái đó mà mình thấy mình bằng lòng, mình tư duy quán chiếu mà nó đúng rồi đó là mình bằng phải tập ly. Đó là hợp thuốc. Mà uống thêm ly để nó sanh ra hỷ lạc, mà muốn ly thì phải cộng thêm thì đính nhị thêm đính là tư duy quán chiếu để nhận thức thêm chân lý, tăng trưởng mãi do định mà nó sanh ra cái hỷ lạc, là cái vui và cái an lạc. Rồi cái thứ ba là ly hỷ lạc, nói tóm là ly cái hỷ lạc của hai món trước mà mình ly nó mà mình vẫn có được an vui. Cái an vui này không cần phải nói xa rồi cái gì nữa hết, mà tự mình có cái an vui tự tồn tại. Ta gọi là ly hỷ, ly hai cái hỷ lạc dưới mà được cái diệu lạc. Cái diệu lạc này người ta gọi nó là tới cái giai đoạn mà không cần để cái tâm mà mong cầu nữa, cái bằng gì đó vô tác diệu hành nó tới cái công dụng vô công dụng, không còn công dụng nữa, vô công dụng hành, gọi là vô tác diệu hành. Đó là ly hỷ diệu lạc. Cuối cùng rồi là xả hết. Cái niệm của chúng ta chỉ còn là cái niệm thanh tịnh mà thôi. Đó là phải tập tu tứ thiền là vậy. Hồi mấy mươi năm trước thực sự là không nói được. Học rồi mà không nói được. Không thấy
cái hay của Tứ Hiệp. Còn như mấy mươi năm rồi á, bồi dưỡng rồi ứng dụng rồi tu tập á, bây giờ thì tôi nói cho các vị nghe đây là rõ lắm đó. Nhưng mà các vị nghe thì dễ hay là khó chưa biết, tùy người. Thế là dễ nghe đó. Và nguyên tắc là phải làm như vậy thôi. Đệ tử Phật là phải làm vậy thôi. Cho nên tôi rất buồn, tôi rất lo là anh em bè bạn của tôi, ông nào học ra rồi cũng đi tạo lập 10 cái chùa, 15 cái chùa để làm cái gì? Là ông nào cũng kiếm sinh cái chức tốt này chức kia trên thế giới, chức này chức kia xin tùm lum. Mà thứ nhất là khi mà qua Mỹ rồi đó, thì ông nào muốn xin cái chức trời thần gì á, Mỹ cũng không bao giờ lấy. Cho nên độc đáo là muốn nói cái ông gì đó nói à. Còn chùa của mình đó thì có căn nhà thôi, mà muốn để cái chữ gì cũng được. Đây là cơ quan đào tạo của tăng già thế giới cũng được, mà có căn à. Mấy ông có này, vấn đề là một đạo anh tới là anh phải có cái sân đậu cỡ mấy chục chiếc xe, thì anh phải chứa cho đủ trong sân. Anh đừng đậu ngoài đường là tôi kêu lính bắt vậy thôi. À, còn anh muốn xin gì anh xin. Cho nên tự do của Mỹ là kiểu đó. Còn tụng kinh mà anh bắt loa đó là tôi kêu lính bắt kia tất cả. Anh nói gần tôi mà anh bắt loa là tôi kêu lính bắt. Mà lính lợi ghê tất cả. Anh tụng, anh tu là anh tu cũng sợ hết. Nhưng mà anh nói qua từ đây, bắp đây, giống như là ở nhà quê người ta bẹo. Ta muốn bắp qua từ, ta treo ba củ khoai, người ta cầm ra mới xong. Rồi cũng muốn bắp, hai ba cái bắp rồi cột, rồi chụp, rồi cầm bẹo ra xong. Tôi bắt, cũng đừng làm vậy. Anh tu thì được, anh thành ông gì cũng được. Mà bắt loa là tôi quăng qua nhà tôi là tôi kêu đến bắt. Cho nên các vị đi chùa đừng có ham tụng lớn. Đừng có ham mấy ông thầy tụng lớn. Lớn là do máy. Chứ mấy ông thầy nó cũng nói vậy thôi à. Và rồi mình thấy ta tụng lớn ra rồi mình bỏ thêm tiền, mình cúng thêm tiền đó hả? Lỗ thôi. Lớn là do Nhật Bản, là do Đại Hàn, do Trung Quốc. Ta làm âm ly, ta làm loa, nó ra lớn vậy đó. Chứ còn đừng có ham. Tôi mà, chùa tôi mà, nếu mà tôi có chùa mà ai bắt loa là tôi kêu đến bắt à. Bởi vì cái đạo Phật nó ta tu thiền chứ ai đấy là alo la vậy là đây là cái gì? Cho nên nó khổ quá đi. Anh em tôi đông lắm tôi biết. Và hiện giờ anh em ở chung có, không ở chung có. Lo xây dựng chùa chiền là một cái 5 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ không à. Nhiều lắm. Mà người Phật tử phải đi sâu vào đạo Phật. Đó là hồi nãy là tôi nói về vấn đề là muốn tu giới là phải dựng cái Bồ Đề Tâm. Phải dựng Bồ Đề Tâm để nhận thức được chân lý, phải giác ngộ trước rồi phải có giải pháp. Phải giữ Bồ Đề Tâm. Và giữ Bồ Đề Tâm là phải tu định. Để mà tu định nó mới có đi ngoài. Cho nên giữ giới là giữ cái gì? Sự thật giữ giới là chỉ kiểm điểm lại ba cái nghiệp bất thiện là thân khẩu vậy. Phát huy ba cái nghiệp thiện cũng của thân, của khẩu, của ý. Đấy, chứ còn giới nó nhiều lắm, làm sao mà nhớ cho hết. Giới
giới tiểu thừa giới tỳ kheo đó thì nó nhiều. Còn giữ những ba cái nghiệp thiện của thân, của miệng, của ý là không những người không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không nói đâm thọc, không nói thêm dệt, không nói là độc ác, là bốn cái nghiệp ác của là bốn cái nghiệp lành của miệng. Và ý là không tham, không sân, không si, giữ được 10 cái điều đó thì gọi là mình tu tập thiện nghiệp, là mình là người giữ giới đó. Mặt trái lại, những người trộm cướp tà dâm là ba cái nghiệp của thân mình không giữ được, không làm lành được là mình phạm giới. Phạm giới của đạo Phật cũng tức là phạm giới cái quy luật sống chung của xã hội, cho nên là tu tội thì đủ thứ, đau khổ đủ thứ. Miệng nó láo, nó đâm thọc, nó theo dệt, nó là hung ác, ý thường khởi niệm tham, niệm sân, niệm si, gọi đó là 10 cái ác nghiệp. Thế thì cái người mà giữ 10 cái ác nghiệp không làm đến các điều ác, dân làm các việc lành, là phát huy 10 cái niệm lành như vừa nói. Thế là chữ ác phản tác chúng thiện phụng, phụng hành tự tịnh kỳ ý. Ý chí của mình tính được là 10 niệm ác, làm 10 niệm lành, thì cái ý tâm ý mình phát tịnh đó là lời của Phật dạy là mình giữ giới rồi đó. Đó, cho nên là tôi giới là tôi dạy, chứ không hơi nào nhớ tới bốn cả 200-300 sao nhớ. Chưa kể là Đại Thừa, người ta dùng có 3 câu thôi, là nhiếp lục kỳ giới, tu thiện pháp giới, yêu ích hữu tình giới, có 3 câu. Với tiểu thừa thì người ta nói ra ta phải tập giới, phải tập chi ly ra ha. Còn đại thừa tức là cái người lớn mà, cái người học cao mà, ta cô động lại nhiếp lục kỳ giới, tức là anh phải để tâm, anh kiềm giữ thân, ba nghiệp thiện của thân anh phải giữ, ba nghiệp ác của thân anh phải tránh, bốn nghiệp thiện của miệng anh phải phát huy, bốn nghiệp ác của miệng anh phải xa liền, ba nghiệp không tham, không sân, không si của ý anh phải bồi dưỡng, còn tham sân si anh phải cắt đứt nó đi. Thế thì ta gọi là chư ác mạt tác, các điều giữ anh đừng làm, dựa trên thân khẩu ý của anh chứ không có đâu hết. Mà giữ được thân khẩu ý như vậy ta gọi là nhiếp lục nghi. Anh cột thân khẩu ý của anh ở trong cái oai nghi đó, cái phép tắc đó là giữ giới rồi, tôi gọi là nhiếp lục nghi giới. Đấy. Rồi anh phát huy về cái mặt thiện, anh làm lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, thì ta gọi là tu thiện pháp giới. Giới là tu thiện pháp, là anh làm những cái việc của thân, của miệng, của ý mà vì mặt lành, để lên mình lợi người, lợi tất cả chúng sanh, thì đó ta gọi là tu thiện pháp giới. Giới là cái đó đó. Rồi một mặt nữa, rộng hơn nữa là gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Giới là gì? Là anh làm cái việc và lợi lạc cho tất cả chúng sinh, đó là nhiêu ích hữu tình, lợi lạc cho hữu tình, đó là anh tu giới rồi. Thật ra niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới là niệm vậy đó. Giới của Đại Thừa ta có 3 câu thôi, nhiếp lục nghi, tu thiện pháp, nhiều cái thấu tình, có 3 câu. Có 3 câu đó là gồm ở trong thân khẩu ý. Để ý như vậy mà tu chứ không có cầu nguyện cái gì hết á.
giờ tới niệm thí. Niệm thí là mình bố thí đó. Bố thí là cho đấy. Sự thật là cái bố thí là cho đó. Là một cái sơ cơ của cái việc mà gọi là bố thí. Cho nên là mình thấy người ta gọi là vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng tỳ trai. Mình không tham là mình đã thí rồi đó. Không tham hơn cả bố thí cơ. Còn bố thí mà tham thì trong kinh Bất Dụ có nói một cái ví dụ. Ông vua đó, ông thị phạt người ta, ông bắt người ta, nghĩa là ông thị phạt, ông lóc thịt, ông hành hình người ta. Người ta đau khổ, người ta than quán ông. Rồi quần thần mới tâu nói về nhà vua và thị phạt cái kiểu này là có vẻ tội ác quá. Cho nên cái người kia họ tham quán quá. Ông vua nói thôi thôi được rồi, ta biết rồi. Vậy thì người ta lóc của nó có 2 kg thịt à. Thôi bây giờ đem lại 5 kg thịt trả lại cho nó đi. Thì lấy 5 kg thịt của những cái tên tử tội khác đem bù đắp cho nó đi. Quan nói trời ơi, bệ hạ ơi, bệ hạ trị phạt kiểu đó chết em. Nghe lắc của người ta 3 kg rồi nghe lấy cái tên thịt của người ta tự nổ khác rồi đem cho 5 kg, thì cái thằng này, cái thằng bị lắc 3 kg thì nó có được cái gì, nó làm sao nó đau hết đau được. Là mình bố thí, mình khủng hoảng, mình làm những điều tội lỗi là mua gian bán lận, rồi nào là tham nhũng, rồi biết là đủ thứ tiền bạc, rồi đem bỏ ra 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu vậy để đi làm cái việc bố thí cho người khác. Thì cái sự khủng bố mà làm cho người kia, người ta đau đớn, người ta nghèo nàn, người ta đói khổ đó, lấy cái gì mà bù lại cho những người kia. Rồi bỏ ra một mớ vậy đem cho người này thì đâu có đền đáp được cái sự đau khổ của những người bị khủng bố, bị bố thí. Cho nên là không tham thì nó hơn bố thí. Còn cái giữ gìn thân miệng ý cho nó trong sáng đó, nó thiện đó, thất thiện đó, là hơn ăn chay. Có chừng trong hàng ngũ chúng ta có người ăn chay kỹ lắm nha. Ăn chay kỹ mà không hiểu cái ý nghĩa ăn chay thì coi như hoàn toàn không có lẽ gì hết. Ăn chay thật kỹ, chén mà lấy chén mới trong tủ ra ăn chứ không ăn chén bình thường của con cháu. Rồi đũa chén thì ăn chén kỹ lắm mà không biết cách thì tệ hơn là không ăn chén. Cái đó là chỉ có thiệt, mà cái này là tôi nói hoài. Có nhiều vị là ăn chén trường đó mà vì thương con thân cháu á, thì đi vô cái chỗ bắp cúc mua lửa bóp cho con rồi nè, mua mấy cúc mập mua là 20 đem về để roti cho con cháu nó ăn à, rồi đi mua ốc, đi mua ghẹ, đi biển thì chị mua cả lần mấy ký để cho con cháu ăn, mà bản thân mình ăn chay. Cái đó có thiệt đấy, chỉ có cái điều là tôi không dám nói tên, nói tên là nghe nó trị tội nghiệp người ta. Chứ có người ăn chay vậy, chỉ vì thương con, chỉ vì thương cháu, chỉ vì thương chồng, chỉ vì thương vợ mà chiêu chuộng cái kiểu mà mình đang chết rồi. Cho nên ta gọi là cẩn thủ hơn ăn chay. Chưa kể là mình đừng làm những cái điều tội lỗi của thân, của miệng, của ý mà không cần ăn chay. Nhưng mà xin mở cái mặt không cần ăn chay đây có nghĩa là mình mua cái đồ mà chợ ta làm sẵn mình ăn là tốt hơn. Mình phải tập cho mình là bớt đi cái việc mà thường nhất hại sinh mạng. Bởi vì nhất hại sinh mạng ban đầu, nhất hại sinh mạng nhỏ được, lần mình giết sinh mạng lớn được, lần mình giết tới nhất người nó cũng quen đi, là không có ngán.
Cho nên mình tập hạn chế sát sanh là quý. Còn các vị cứ dễ bình thường ăn, mua ăn. Cái đó là Đức Phật đã khen ngợi rồi. Vô cầu thân vô thí, không tham thân vô thí, giữ gìn thân khẩu ý cho tốt hơn là mình ăn chay trường. Còn nếu như giữ gìn thân khẩu ý tốt rồi mình ăn chay trường nữa thì cái chuyện đó là